Visa là đại diện của Hội Sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản. Visa APU là một trong 13 chi hội Visa trên toàn quốc, với gần 500 sinh viên Việt Nam đang sinh sống và học tập tại APU. Với vai trò là cầu nối giữa Đại sứ quán, Lãnh sự quán Việt Nam tại Nhật Bản và sinh viên Việt Nam tại APU, Visa sẽ luôn sẵn sàng giúp đỡ các bạn mỗi khi các bạn cần. Visa không chỉ đơn thuần là tổ chức cộng đồng của sinh viên, mà còn là mái nhà chung của tất cả các bạn Việt Nam đang học tập và sinh sống tại APU. Bên cạnh đó, Visa còn đóng vai trò hợp tác với các circle tại đây để cùng nhau xây dựng và phát triển cộng đồng sinh viên Việt Nam tại APU. Vietnam Visa Week là một sự kiện văn hóa chính thức được tổ chức từ năm 2003. Trong suốt 11 năm vừa qua, Vietnam Visa Week luôn là sân chơi lớn nhất dành cho các bạn sinh viên ở đây được thỏa sức sáng tạo và mang đến những nét đẹp văn hóa truyền thống của Việt Nam cho cộng đồng sinh viên quốc tế cũng như người dân địa phương tại Bạch Bướm. Cùng với Visa, bọn mình rất mong có thể thắt chặt hơn các mối quan hệ với các tổ chức sinh viên Việt Nam khác ngoài APU để cùng nhau chúng ta có thể mang hình ảnh đất nước mình tới toàn đất nước Nhật Bản. Cùng với các hoạt động của các tổ chức khác tại APU, con mình Việt luôn mang đến những sân chơi mới lại dành cho sinh viên Việt Nam như là Trung Thu Mai, tiệc Tết, tiệc mới, cơ hội xem của các hoạt động của đội Tết và đội múa. Với sự giúp đỡ của Visa, mình mong muốn con mình Việt mở rộng các hoạt động không những ở Kyushu mà còn trên toàn đất nước Nhật Bản. Trong gần 10 năm hoạt động dưới tư cách là sơ cầu chính thức tại APU, đội bóng đã tham gia tổ chức cũng như gặt hái được nhiều thành tích tại các giải đấu và sự kiện thể thao tại trường. Sự giúp đỡ của Visa, đội bóng mong có nhiều cơ hội tham gia thi đấu các đội bóng khác. Đội bóng được thành lập năm 2008 là sân chơi cho các bạn yêu thích võ thuật. Ngoài ra, còn quảng bá để đem văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Hàng năm, đội bóng của tụi mình thường tham gia các chương trình biểu diễn tại APU, tại Bạch Bư và các tỉnh thành lân cận khác. Cùng với sự giúp đỡ của Visa, chúng mình hy vọng sẽ có thêm một cơ hội nữa để mang hình ảnh võ thuật Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. Cùng với Career Partner, Visa mong muốn sẽ thành cầu nối giữa các bạn sinh viên và các doanh nghiệp Việt Nam cũng như Nhật Bản để mang đến cho các bạn những thông tin tuyển dụng mới nhất cũng như những cơ hội nghề nghiệp tốt nhất trong tương lai. Archer Gapper được thành lập năm 2014, không chỉ quy tụ các bạn đam mê hip hop mà còn hướng đến sự kết hợp giữa các vũ đạo truyền thống đến từ nhiều nền văn hóa khác nhau trên nền nhạc hiện đại. Với sự giúp đỡ của Visa, Archer Gapper mong muốn được có thêm cơ hội biểu diễn và giao lưu cũng như mang nền văn hóa Việt Nam đến với các bạn bè thế giới. Các bạn sẽ trở nên năng động hơn, tự tin hơn, thành công hơn.